cho anh hỏi em tên gì và hôm nay em đến đây tìm hiệp sĩ Hải, anh Hải là có việc gì chị em nghe. Dạ em tên là Phạm Thị Chi, em đến đây là nhờ anh Hải vô giúp em để lấy số tiền lại là em đã bị gạt hàng cao cấp, hàng đa cấp. Bị gạt hàng đa cấp? Dạ. Và khi trước khi em đến đây em thấy vào một cái chính quyền địa phương hay là một công an nào gần thì em báo cảnh báo chưa? Dạ em có lên công an phường Đa Phước báo rồi, mà em cũng là trình lý do như vậy đó, mà như là công an xã ra em rồi đã bị lừa rồi ngu, và em cũng là có viết một cái tờ đơn là như từ lúc mà em vô công ty em đã làm những gì, và là công ty đã kêu em mua xe gì đó, em cũng ghi là từ trước, em cũng là ghi một miếng giấy gửi cho bên công an để lấy số tiền giùm em, nhưng là công an nó thì vô cũng chửi em mà nhưng không có nói chuyện nhỏ nhẹ, thì kêu em nó là ngu, đã bị lừa đảo rồi, nói em nó là nếu mà em đã đóng tiền cho ai thì kêu em về bên người đó đó, rồi nói với người ta như là nói với người ta số tiền em nó bao nhiêu đó, rồi bạn thử coi người ta có là giải quyết cho em không, rồi bên xã bên công an phường thì họ nói với em là không có dính tay vô vụ này được, mà nhưng em thấy là vụ lừa đảo là trắng trợn, tại vì bắt em đi mua xe đầu tiên thì vô học thì nói với em nó là một ngày 395.000, còn lúc mà em đi mua xe thì nói thì mua em mua chiếc xe được 45.550.000, mà em đi ra bán liền á là chỉ có 24 thôi, là em về em mua sản phẩm là 13.590.000, là rồi nói với em á là đi mua xe xong rồi em cũng có hỏi là như là em mặn như vậy nè, là một ngày có lương không, có thu nhập không, thì người ta cũng nói em là mặn cũng có mặn cũng chẳng có, mà nhưng em thấy mặn một tháng mấy nay mà tiền em không có, mà thấy tiền em mắc mấy chục triệu mà tiền lúc nào cũng phải xuất ra. Trước khi em tham gia vào công ty đa cấp này, em có tìm hiểu về công ty này và công ty này có tên tuổi như thế nào không, có giấy phép kinh doanh không? Dạ em thấy là chỉ phát tờ rơi thôi chứ còn công ty không có báo hiệu. Đến phát tờ rơi rồi em nhận được tờ rơi. Dạ em nhận được tờ rơi. Tờ rơi như thế nào? Rồi mở đưa anh trình đưa lên cao xem đưa sát cho camera. Và những cái đây là những cái tờ rơi mà của công ty này đã em nhận là tuyển nhân viên làm phải không? Dạ. Đó, rồi. Còn những cái sản phẩm mà em mua của công ty này để bỏ tiền một số tiền lớn để mua công ty này, những sản phẩm nào, những cái sản phẩm này đưa lên đây có tiền được không? Đây là một cái dầu gội. Dầu gội. Dầu gội. À dầu gội. Dạ. Rồi. Dạ một chai sữa tắm. Rồi mà bây giờ này cái những cái sản phẩm này là một cái sản phẩm là bao nhiêu tiền? Dạ cái chai sữa tắm này là trị giá 800. Đó là đúng rồi. Là 850.000. 850.000 một cái chai sữa tắm này. Dạ. Và cái chai kia. Cái chai này là 790. Rồi, đang tiếp tục. Còn cái bát xuân trà là 360. Điều vuông bánh này em, vuông bánh này. Để mọi người thấy. Đó là bát xuân trà đúng không? Rồi. Dạ. Cái kia. Cái hộp này là collagen là giá 1.1 triệu. Collagen này là uống để trị thâm nám với căng bóng da mặt vậy đó. Là em vô là em bỏ một số tiền bao nhiêu mà em mua bốn loại sản phẩm này là tổng cộng bao nhiêu? Tổng cộng nó tới 7 sản phẩm rồi, 7 sản rồi. Mà 7 sản phẩm còn đang có đây không? Dạ không, không đủ. Vậy là em chỉ có 4 sản phẩm đem theo dạ, thôi phải không? Dạ. Và cái số sản phẩm này là em bán trong thời gian được bao lâu? Như là lấy luôn, nếu mà ví dụ như là cái số sản phẩm này hết chân là 7 món là 13.950.000. Như là em ký thì em muốn lấy cái sản phẩm hàng trước em lấy, còn bao nhiêu thì gửi về bên công ty về kho, thì nào xài hết thì anh có quyền được báo với cấp trên mình sẽ lấy. Và trong thời gian em bán đó là được bao nhiêu, ví dụ như em lấy 13.500.000 phải không? Dạ. Và trong thời gian em bán đó là được bao nhiêu, em biết cái số tiền đó không? Không, em không có bán. Ủa em đi bán số hàng này là em mới biết thu nhập là ví dụ như yeah, hay là em mua thôi em không bán hả? Em mua thôi không bán, chứ đi vô đúng không? Em nói nghe, cái lúc mà mấy người này thì mới vô giống em thì kêu vô làm. Như thật sự em cũng vô làm 3 ngày rồi. Nhưng em về em lên cái bữa thứ 7 tuần rồi á, lên vô chu bi á, gặp dẫn thấy chồng em nói: "Em ơi, công ty của em sao tự nhiên mà bị lừa đảo thế này nè." Em cũng không tin nữa, em đang ngồi ăn cơm mà em thấy đăng lên YouTube á là em có quen một cái chị tóc cục mà chị đó chị Loan á. Chị đó nếu mà em vô là chị đó là cấp trên của em. Rồi vì em thấy gì công ty lừa đảo thì từ lương không dư đó. Rồi em á
thấy cũng bắt cổ rồi. Em cũng biết sao, nó cứ qua ngày sau buổi chủ nhật là em cũng đi làm, công ty chủ nhật vẫn hết, vẫn làm. Ba ngày đó em vô là nó kêu đi thắt rồi, rồi điện thoại thì mấy chục cái đó trên bàn vậy đó, là mỗi một cái điện thoại là cái sim đi hết, là anh thắt rồi đơn vậy nè, là nó sẽ điện vô cái điện thoại đó, là có một người ngồi trong cái bàn đó để nghe điện thoại. Như là tôi là phòng nhân sự nè, phòng nhân sự xin nghe như là như là chị muốn xin công việc làm hay gì, thời vụ và chính thức nó vậy đó. Rồi xong rồi chị ở đâu, rồi chị ở đâu, rồi chị lên đó đi, rồi em sẽ ra nước chị. Ngày kia thì em thấy ba bữa liên tiếp, hình như là em là thấy là chỉ đi phát rồi rơ giống là cái đó thôi. Là em thấy lúc đó em vô nha, là em chưa biết, tại vì lúc trước công ty nói em nó làm đi vô đi, công ty sẽ hỗ trợ hết. Nhưng thực ra đi vô em hỏi những người kia là em thấy là em đã chọn sai rồi, mà như vậy em đã dính vô rồi em không điều đó được. Tại vì em hỏi đến người kia á, tại vì anh biết không, anh vay 37 triệu ngân hàng mà em đóng một hàng tháng có 2.8 triệu là nó có 2.8 triệu là, mà thật sự luôn là tháng em chưa đóng luôn. Em vô á, mấy người kia nói, em hỏi mấy người kia, anh ơi vậy em vô vậy có hôm giờ cái tiền ngân hàng có đòi anh không, có đóng không? Em nghe nói là nhầm người ha, là từ lúc vô tới giờ là chưa đóng ngân hàng luôn, mà kêu em phải bỏ cái sim. Công việc của mình là chính, còn mình nợ người ta thì từ từ mình mà mình trả, sau này mình có số tiền nhiều mình sẽ vô trả hết một cái một. Là khi em vô công ty này là cái sim đó là cái sim tụi việc của nó hay là em tự mua? Em tự mua cái sim lúc mà mua dây tiền á, là sim của em. Rồi sau này mấy bữa nay em chưa đóng cái điện thoại, nó bỏ cái sim, bỏ cái sim đó. Bây giờ thế này, anh em đây ra một ý kiến, bởi vì nghe em phát được, em nghe được thông tin là em kiếm được tờ rơi, từ khi em kiếm tờ rơi xin việc làm trên mạng, và hiện nay thì người ta giao cho em là một cái chị Hồng nào đó đúng không? Dạ. Giao cho em rất nhiều tờ rơi để có thể đi phát, dạ, để có thể đi lừa người khác đi ha. Dạ. Mình cứ cho là đi lừa người khác. Bây giờ anh em, các anh em ở đây đang gọi thử một cuộc điện thoại, dạ, để cho các cô chú anh chị mọi người xác nhận, dạ, nha. Rồi mời em có thể nói chuyện, em đóng giả một người khác, giả bộ xin việc, em có nói chuyện bình thường. Dạ. Ok chưa? Em cứ là đóng giả một người xin việc, em gọi nói chuyện lo lại, em nghe. Nói chuyện lớn nha. Nói chuyện lớn lên chút xíu nha. Để thử người ta họ trả lời như thế nào. Tắt máy rồi. Dạ, yeah, bữa hôm bây giờ anh hưởng cái nghĩa tắt máy. Nhưng mà tắt máy xuống, nhưng có máy xuống. Nó nhiều lắm. Không, hình như là em thấy một ngày nó in một máy khác nhau đó. Một ngày nó nhiều số mà. Đó, thế ba con này làm được cái chú gì? Ngày 12 mà. Nó nhiều số lắm. 04. Đâu còn số nào khác không em? 04. Rồi mình gọi số khác nha. Cô chú anh chị chờ xíu nha, gọi số khác nha. Chờ xíu để gọi số là nhiều, tại vì một lên rất nhiều người nha. Một ngày là nó in một cái khác nhau hết á, nhiều lắm. Một ngày là in một cái cách khác, dạ, nhau và rồi, cái số khác nhau, dạ, và người tiếp khác nhau. Công ty đã cấp đây. Đây là chị Linh nha. Vừa là chị Hồng, bây giờ là chị Linh ha. Đó là lương của mình nha. Đây là một lắp của cô chú anh chị. Thuê bao luôn. Vậy là bỏ sim hết đó. Bỏ sim cả những cái sim nào sim khác rồi. Tất cả số rồi đó. Thì em nói là bác sim mà. Đây nha. Cô chú chị xem nha. Đây nè, đó. Hai số nha. Số là số thứ ba nè. Số là anh Lương. Anh Lương. Anh Lương tiếp tục gọi cho anh Lương. Một ngày là nó phát xong đúng không? Là nó nếu mà có người như tạm giác 2 ngày có người điện lợi giấy, còn có người là nó cái lúc mà nó in cái bản khác, nó in mở cái bản khác là những cái tất cả cái sim này là sẽ bỏ hết. Tại vì mấy cái người vô mà giống em á, là chỉ mới là vô là chỉ là đóng tiền thôi, chứ thật sự là chưa vô làm, chứ thật sự là em đã vô lâu công ty lâu. Hiện nay là số thứ 3. Đó, 3 số luôn. 3 số, đây là anh Lương nha. Anh Lương. Anh nghĩ như thế này nè, một ngày nó phải dịp, bây giờ thể dụ như 20 số đi, 20 số đó nó chỉ cấp một ngày thôi. Không anh, một cái bản in là 800 tờ. 800 số. 800 tờ này. Mà mấy số. Mà anh nghĩ thì đi một cặp, mà hình như là đi là giống như là đi tới 10 cặp đó. Một người cũ trả cho một người mới, như là một sắp nó sẽ 400, như em sẽ phát phần nữa, anh kia sẽ phát phần nữa, mà đi cho rất là nhiều cặp, sẽ rất là nhiều nơi đi phát cho rất là nhiều nơi đó, rồi phát xong ý nó là cái chắc tôi nghĩ một ngày đó rồi đúng rồi xuống. Cái này là em nghĩ là cái này là cái bản cũ nè, nó xin cái bản mới nữa là cái lúc trước nha của em á, vô làm á là nó để đây là tuyển làm bên sản xuất trà, còn này vô là nó sẽ tuyển là bộ sản phẩm sản xuất bột sữa. Khác nhà đúng không? Khác nhau nhiều lắm. Khác nhau trên cái đề này anh. Đúng rồi. Khác nhau hết rồi. Khác nhau hết rồi. Mà một cái event tăng một ngày hai ngày sẽ tung ra một cái cổ khác. Tất cả những số điện thoại đều ở đây đều là thuê bao hết. Mà một ngày là mấy chục số như thế này.
Cái đây là một cảnh báo cho những sinh viên, những người mà thiếu hiểu biết đó, những người thiếu hiểu biết mà để cho một cái bên lừa đảo như thế này là rất là phức tạp và tiền mất tật mang. Như em này hiện tại bây giờ là mất hết bao nhiêu tổng cộng nhiêu? Em mua chiếc xe thì bán lỗ ra 24 triệu, 24 triệu là tiền mặt, còn em đóng thêm 10 triệu, 10 triệu tích lũy nữa là 10 triệu là 30 mấy triệu của em. Em có thể nhắc lại cái chai này là chai gì? Chai sữa tắm. Chai sữa tắm là trị giá là bao nhiêu tiền em? 850 ngàn. Dạ. Rồi, một chai đầu tiên. Một chai đầu tiên. Sản phẩm thứ hai, cái này là gọi cái gì em? Dầu gọi. Dầu gọi là gọi chị cái gì em? Chị cũng ngăn cũng tóc với bóng, rồi nuôi dưỡng da tóc gì. Em đã xài thử chưa? Dạ em có xài. Rồi, xài mấy chai rồi? Em mới xài chưa hết, em thì như dùng tóc chưa? Chai. Dùng tóc chưa? Em ít gỡ lắm, nói chung là cũng bình thường như tất cả cái sản phẩm khác thôi. Rồi, chai này chị đã bao nhiêu tiền? 790. 790, 850 đúng không? Rồi, hai sản phẩm. Đây là cái gì, chai này gọi là cái gì, tên là... Cái này là collagen. Collagen là điều trị gì, là cái gì đấy? Chị nám, là chị căng bóng da mặt của mình. Em hiện nay em điều trị chưa? Em thì uống được có mấy ngày. Em đi khám bệnh chưa? Chưa. Không, em đi khám lên Sài Gòn khám chưa? Lên Hòa Hảo khám chưa? Chưa khám đúng không? Ngày mai em đi khám ngay lập tức cho anh. Nhá. À, sáng rồi thấy cái thương hiệu nó tên gì luôn. Cái nhãn hiệu này là hiệu gì? Collagen. Collagen. Rồi. Đó nha. Đó. Sản phẩm thứ ba, cái chai này bao nhiêu tiền? 1 triệu mốt. Mà em bên ngoài đường là bán bao nhiêu tiền? Em không biết. Rồi. Thế còn cái sản phẩm này là cái gì đây em? Bách xương trà. Bách xương trà, cái này điều trị cái gì đây em? Uống trị mắc gan, như là lúc mà mình ngâm uống á, mình cho nó thải độc cái chất độc tốt. Em đã cho gia đình uống, em uống chưa? Tại sao em không cho gia đình uống những đồ tốt mà? Những đồ tốt mà. 360 ngàn. Đây, kính thưa tất cả quý chú anh chị và các bạn, nếu như hôm nay ai xem là những cái thương hiệu này của hãng đa cấp này, nếu như ai gặp phải thì hãy tránh né đi. Đây là hàng không có của công ty nào sản xuất hết. Những cái nhãn mạc là còn là lừa dối hết. Đây nghe quý chú anh chị, bắt xuân trài ra những cái chai mà có tiền triệu đây này. Hiện nay là 4 sản phẩm, còn theo như em trình bày là còn 3 sản phẩm nữa là sữa. Sữa non gì đó làm đợt khoảng em mới tháng rồi là mới ra thị trường, là cái sữa non đó là giá cũng là tầm cái coi giá là 960. Rồi em cứ và cái em dạ đúng rồi, với một cái chai kem đánh răng mà Mỹ Châu là giá 190, với còn một sản phẩm nữa là 1, 2, 3, 4, 6, còn một cái sản phẩm nữa là điều trị về cái gì? Sữa non. Cũng sữa non luôn, hai sữa non. Bây giờ cho anh hỏi này, tổng cộng theo em trình bày dạ, cao nhất là collagen là 1 triệu mốt đúng không? Dạ, đúng rồi. Mà còn có 100 mấy cũng có. Thì bây giờ anh hỏi em là tổng cộng 13.500.000 em mua những thứ gì? Thì được 7 thứ. Bảy thứ là chỗ này là 13 triệu đấy hả? Bảy thứ mà 100 mấy chứ không phải là 7 thứ này 13 triệu đúng không? Bảy thứ mới mà làm 13.500.000. Hiện nay còn những đồ còn lại em đang để đâu rồi? Ở nhà còn cái máy răng thôi. Thế tại sao em bán này, em tính cho anh hỏi này, em dự kiến mua những sản phẩm này để làm gì? Về xài. Về xài, em xài, em nếu dự kiến là mua 13 triệu rưỡi, em xài khoảng bao nhiêu năm? Theo như em, người ta tư vấn thì em xài bao nhiêu? Cái này là xài chỉ là một tháng, 2 tháng thôi. Một tháng, 2 tháng. Như cô ở trên này là anh xài một tháng. Một tháng là một chai. Ừ, một tháng một chai. Mà bây giờ nếu mà 10 mấy triệu này thì rất nhiều chai. Đúng rồi, em còn một cái đơn là 10 triệu, 10 triệu của em là hình như là 7 hộp đâu 1 triệu mốt. Rồi. Như còn 9 hộp coi như thế này ấy, theo cái lời chia sẻ và mô tả của em là 13 triệu rưỡi rất nhiều sản phẩm. Dạ. Em dự kiến là khi em đi họp báo hoặc người ta truyền đạt cho em là trong gia đình bao nhiêu người đọc xài? Không ai xài. Một mình cái sản phẩm này chỉ một mình em xài. Đúng rồi, em chưa có cho nhân. Người ta có cho mình bán không? Dạ, không. Không, bởi vì sao? Những cái sản phẩm này uống vô là phải đi chích ngừa, uống vô phải đi cấp cứu nhập viện. Vì vậy cho nên anh nói chuyện rất nghiêm túc. Vậy cho nên người ta không dám để cho một mình em ra đi, nhá. Được chưa? Bây giờ đấy là ý em hôm nay ấy, là em muốn về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương là cụ thể vụ việc rõ ràng làm sao? Em muốn trình bày, em muốn cảnh báo hay sao? Dạ. Em muốn trình bày cho anh hiệp sĩ Nguyễn Hải. Chú mà như là lấy tiền lại giùm con, số tiền mà con đã mất á, số tiền mà con đã đóng cho
cho công ty mà như đóng gì tiền thì mắc, mà như trong vòng một tháng nay thì con mặt thì không thấy tiền đâu, cho mà cũng thấy thằng đừng uống ra không. Và em cũng muốn là nhắc nhở những cái người mà thiếu hiểu biết như em đã bị lừa gạt rồi, thì em có muốn nhắc nhở gì tất cả những người mà sau này để gọi là có rút kinh nghiệm và để cái một cái bài học này mà không bị lừa nữa, em cũng nói như thế nào? Em cũng mong là mấy anh em cũng lên đây là mấy anh như thấy cái tờ lơ này nè, có phát ở trong nhà trọ nên mấy anh nó là cũng tránh xé, nên là tránh xa ra và đừng có điện và cũng đừng có vô ở cái tình trạng lừa lãng cho em như vậy. Em cũng đã lừa gạt hết, cũng là cũng tin đó, để cũng điện lên cũng đi làm mà tin, và người ta đã lừa gạt em là một chiếc xe em mua là 40 mấy triệu mà em bán ra là sửa có 24 thôi. Bây giờ em cho anh hỏi thế này, bởi vì nhiều người đang thắc mắc, bản thân anh cũng đang thắc mắc nhá. Em vô xin việc làm đúng chưa? Khi em không có tiền, người ta giúp em hay tự em đi mua một chiếc xe mới tay ga? Người ta kể không, người ta là sẽ giải thích cho em cho em là hai công việc lựa chọn, là một bên đó là lựa chọn bên đây là sẽ có nhiều cái quyền lợi cho em, là cái quyền lợi thứ nhất là nếu mà em làm trên 3 năm đó, thì công ty nó sẽ là đóng bảo hiểm thọ nè, rồi nhân thọ trong gia đình mình luôn, rồi mình có thể là đi một năm là 12 tiếng trong nước đi chơi này kia, nó rất là nhiều cái quyền lợi cho mình đó. Như ai vô thấy ai cũng tham hết, ai cũng rất là tham. Còn nói là thu nhập có thể là mười mấy triệu tháng, nếu mà lâu á nhiều khi mà cũng mấy chục triệu. Như những người mà vô á là câu lạc bộ đặc biệt. Câu lạc bộ đặc biệt là lừa được đẳng cấp nhất, lừa được đại gia, lừa được đại gia. Đúng rồi. Đó là sẽ nhiều hơn mấy chục triệu gì đó. Cho nên là cái lúc mà ai mà mặn mà như là thiếu tiền thì nó hộp tiền thì ai cũng rất là tham gì đó. Xong rồi nói ai là người đi mua xe? Rồi anh có một cái người đó hướng dẫn. Tên gì? Anh đó chị Hà, người đó là chị Hà, rồi chở em mua xe. Rồi lên đó thì người ta cũng dẫn hỏi em đó là mua xe để làm gì, thì em nói là mua xe đi làm thôi. Nhưng mà em đã được người ta tư vấn sẵn rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Là cái chị Hà đó giúp em lừa em từ ban trước ở công ty rồi đúng chưa? Là sim á, là sim của công ty luôn, sim của người đó mua để gắn điện thoại vô là cho xin số điện thoại như là có. Là khi em đến mua xe là cái hãng xe đó bán xe trả góp là yêu cầu là phải liên hệ được người thân. Dạ đúng rồi. Là chính cái chị Hà đó cho số giả đúng không? Dạ đúng rồi. Có hai số điện thoại và điện và công ty nó sẽ nghe. Rồi lúc mà em đậu xong rồi là lấy xe ra thì có anh Sâm á, anh hỏi em á là giờ em muốn bán hay muốn cầm. Em mới nói nếu bây giờ em bán thì bán luôn, chứ cầm bây giờ nếu em cầm tại vì em chưa làm được nữa. Anh hỏi này, tại sao người ta giúp em đi mua xe, trong mua xe xong người ta lại giúp em đi bán đi cầm để làm gì? Cái đó em nghĩ là mua sản phẩm, tại vì em có lúc mà trước khi mua xe em có hỏi là nếu ví dụ em mua xe này rồi công ty nó có như là hỗ trợ cho em không? Rồi công này anh đó anh trả lời em là được, mà như là 20% hỗ trợ cho em 20% đến 50% là phải là làm theo quy định của công ty. Nó là công ty sản đến giờ phút này là xe của em đã ra đi. Dạ đúng rồi. Mua cách chúng lừa, chúng đưa em đi mua và chúng đưa em đi bán, đúng chưa? Dạ. Rồi nhưng mà số tiền nó bán xong là tiền đâu rồi? Cái người đó chuyển khoản cho căn đó đi rồi. Bán luôn. Và em mới nói cậu chẳng cũng có em cũng có em đi nữa là rút tiền mà. Mà nhưng em thấy là thẻ ATM đông quá, rút thì lâu lắm, mà hồi đó em đi mua xe với đi về tới Hoa Lăng luôn là 6 giờ rưỡi rồi mà em chưa về công ty, em chưa về tới nhà nó cha mẹ mình điện rất là nhiều. Cái xong rồi cái đi bán cái xe được 24 triệu là chuyển tiền vô cho anh Sâm đó. Chuyển tiền em gì? Chuyển tiền vô là bán xe 24 triệu rồi rút em mới vô là tiền điện thoại rút đi, em kêu anh Sâm vô tiền điện thoại rút đi bao nhiêu tiền lãi thì em chịu là em rút được 24 triệu. Rồi tiền lãi 200 mấy, rồi em mới về là cái số tiền đó anh sẽ chia ra như là em mua sản phẩm là 13.590 bắt buộc phải mua. Dạ đúng, bắt buộc phải mua. Xong rồi cái em trả 6 triệu cho anh là cái tiền mà đóng trước của em á, mua xe trả trước 6 triệu á, mua trả xe trước 6 triệu em trả cho anh luôn. Còn cái số tiền còn lại là được 4.100 mấy đó, và ông kêu em á là giữ lợ là còn 2.500 là em lên trả lấy cái bản số xe với tờ bẹt của dưới cái căn cước anh lợ. Rồi còn 1.500 thì em để em xây sở ăn uống, thật sự là 1.500 em có xây sở ăn uống. Mà cái lúc em vô, cái lúc mà em vô câu lạc bộ đặc biệt á là người ta cho em là hai cái thử thách, một thử thách là bắt bắt
bán bắp. Dạ, bán bắp ngoài đường. Dạ đúng rồi, làm một 150 hộp là 1,5 triệu anh nghĩ đi, nếu mà trong vòng một ngày anh làm bán một ngày sao em đổ cống luôn không, em phải không, đổ. Em đổ cống luôn, em phải xuất tiền 1,5 triệu đó ra, đổ một cống em bán 1,5 triệu em hy sinh luôn đó, em lấy tiền 1,5 triệu của em lại vô đó, xong rồi cái qua cửa án thứ nhất, rồi qua cái thứ hai là kêu em là từ cái tháng chiều phải đóng là kiếm tiền đâu là đủ 31 triệu. Ông nói với em á là 31 triệu là anh không đụng tới, em kiếm được anh sẽ hoàn tiền trả lại. Em mới chị xin ngân hàng là 15 triệu về xin chồng. Dạ về xin chồng 15 triệu. Lần cái nó hỏi là cái gì mà 15 triệu rồi. Chồng đưa chưa, chồng đưa tiền chưa? Dạ không, xong rồi cái không có đưa. Anh nói là cái công ty gì mà đóng 15 triệu à, em cho anh gặp mặt người đó đi, nếu mà đưa xong mà trả lỡ thì anh đưa. Rồi em thấy người chồng em thấy gì thôi em cứ mấy, rồi cái em cứ cầm cái cuốn sổ bảo hiểm em 10 triệu. Ôi trời, anh trộm sổ bảo hiểm đi luôn à? Lúc sổ bảo hiểm luôn cả. Sổ bảo hiểm đâu rồi? Anh trộm rồi. Trời đất quỷ thần em ơi. Em nói chuyện mặt anh trộm luôn á. Mua luôn. Rồi sổ bảo hiểm có mấy triệu đó? Sổ bảo hiểm có mấy triệu? 10 triệu là bên đó chắc anh đi luôn. Bên dắt đi cầm. Mà chính có 9 ngày thôi mà ăn em 11,5 triệu. 9 ngày ăn 11,5 triệu là tiền lời hay gì? Tiền lời luôn á. Tiền lời 1,5 triệu. Tiền lời. Tiền 1,5 triệu. Trời ơi. Trời ơi trời. Mà sao anh hỏi em nè, trong cái thời gian mà em tham gia vào công ty đa cấp này là khoảng thời gian bao lâu? Em đi vô là công ty này là ngày 22/4. Là 22/4. Là gần 2 tháng hả? Đang tháng mấy à? Tháng mà mấy? Em lúc trước là em logo công chuyện em mới về là em nhớ là bữa 26 mình, 27 mình năm dưới là em về là nửa tháng. Mà trong cái thời gian đó, bình thường người ta vào công ty người ta giúp gì, người ta làm tháng có lương, nó có lợi nhuận của mình đúng không anh? À. Mà em làm tháng mấy là em bỏ tiền túi ra, em không có lợi nhuận mà sau khi em làm đầu vô là sao? Tại cái lúc đó là ảnh em mới cái tỷ có 10 triệu thôi, là đáng lẽ anh mua, anh vô câu lạc bộ lao động là anh sẽ có mua tới 7 bộ gì là chạy tới 100 mấy triệu là tích lũy 10 triệu đó, 10 triệu đó thuộc cái túi em là 10 triệu, nó tích lũy nằm trong cái thẻ hay là tài khoản của công ty? Tùy 10, tích lũy 10 đó là 10 triệu trong túi của em xích ra luôn á. Rồi em giờ hiện giờ là em còn đóng một đống hàng cho anh, em còn nó giữ 10 triệu là mua collagen cho anh. Bây giờ thế này, lý do tại sao em không bỏ ra hơn 100 triệu đó để em là một cái gọi là ông chủ đẳng cấp để em đi, để em ăn tiền lời nhiều, mà em về đây em nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương. Em suy nghĩ gì nè, tại lúc cái lúc mà anh cấp trên anh nói là anh tên Thịnh, anh kêu em là mất tích lũy 10 triệu thôi là đủ, nó thêm 90 mấy nữa. Mà em suy nghĩ là tại lúc trước đó là em suy nghĩ gì nè, em có kịp tiền, tại vì em nó thì không có thể nào mà khả năng nổi, tại vì anh đã vay bên đây là đã đóng một tháng là 2,8 triệu rồi, mà nếu mà chỉ là có mới là có 37 thôi, mà em suy nghĩ qua đây mà có 190 cái trăm đóng bao nhiêu. Em lúc đó là em ra xe sạn là ra xe đó để anh Thịnh anh đi lấy căn cước của em về đó, với bảo hiểm em về đó, là anh xuất tiền ra anh tính chuộc cho em. Mà em suy nghĩ là sửa sẵn cái xe rồi, em mới nói Thịnh ơi thôi bây giờ em muốn vô làm là câu lạc bộ lao động nữa, em xin làm bình thường được không? Nó rồi anh Thịnh mới điện là ship dưới là kêu em về đó là làm bình thường, không có đóng bên đó nữa. Cho nên là cái tiền tích lũy 10 triệu đó, bữa hồi em có hỏi là có trả lại không, ông nói là mua sản phẩm rồi là không trả lại. Rồi bây giờ rút cục lại, hôm nay em đã báo công an chưa? Dạ em báo rồi. Em báo rồi, công an trả lời em sao? Công an nào, phường ở đâu? Dạ phường An Phú. Em có vô là em gặp ai, đồng chí nào, tên gì? Tên trường là thiếu tá hay trung tá hay là đại úy hay thiếu úy? Em không có mấy sao mấy gạch, bạn tên là gì? Em chỉ biết tên trường thôi, cho khác là em nghe anh thấy là tên trường. Tên trường à, em với dục cùng chị kia luôn, là cùng hai người cũng là vô đa cấp. Mà vô thì anh cũng hỏi em ở trình bày sao, em nói là em nói hàng cao cấp như là em đi lừa gạt như vậy đó, em mong là công an An Phú sẽ vô cùng và giải quyết giùm em lấy số tiền này. Mà vô thì anh không có giải thích rõ ràng, mà anh la anh chửi anh bới này kia, nói là em nói là ngu, đã bị lừa ngu gì, rồi kêu em nói là tại vì em đã ký họp phòng nhân sự rồi cho nên là anh không có vô cuộc được, kêu em muốn cái gì thì gặp cái người mà em đưa tiền nó với phòng nhân sự nó giải quyết, chứ bây giờ báo công an thì công an cũng không có làm được gì đâu. Mà lúc đó em lên tay không, em cứ viết bản tường trình sẵn có gì, em có viết bản tường trình có viết rồi. Nhưng có đưa danh trường đó không? Dạ, nhưng có một cái miếng photo của em nữa là kẹp vô để anh nó lại mặt lên công an gì đó lấy anh lấy lợi. Có nghĩa là hiện nay là theo em báo thông tin đúng không? Dạ. Là em có bị nghi ngờ bị một công ty đa cấp giả tạo lừa, nhưng thực sự không phải công ty.
đúng chưa? Dạ. Lừa em số tiền, đến giờ phút này vừa số tiền, vừa hàng hóa và vừa xe và phương tiện và bảo hiểm xã hội, đúng chưa? Vì vậy nha, em phát hiện là mình bị lừa. Dạ. Và em có lên nhờ cơ quan công an phường An Phú. Dạ. Nhưng mà cơ quan đấy nó, người ta nói là không giải quyết được. Dạ. Đúng không? Vì vậy nha, em ra được về và hôm nay em đến đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng trên mạng xã hội để cảnh báo tất cả mọi người. Dạ. Đúng không? Dạ, dạ. Rồi, em còn điều nào muốn chia sẻ nữa không? Em có chia sẻ gì nha, gì nữa không? Chồng em hiện nay ấy, là đã đuổi em ra đường chưa? Không, nghiêm túc. Chồng em đã đuổi, phát hiện ra chưa? Dạ, phát hiện rồi. Đuổi chưa? Chồng em tán mấy cái bà tai? Không tán. Anh mà là chồng em là anh bê em vứt em xuống cống cho cá mập ăn, cá sấu ăn. Không có để em ngồi đây mà thế này đâu. Rồi, nói chung là cái sự việc của em thì nói chung ra là cũng tất cả anh em hiệp sĩ Bình Dương cũng đã đăng tải lên để cho tất cả những cô chú anh chị nào, quý phụ huynh nào mà có những em sinh viên, học sinh hay là những cái người công nhân nào mà thất nghiệp mà cứ nhận những cái tờ rơi mà để xin vô làm những công ty đa cấp mà không hiểu rõ công ty này là công ty gì và phải tra rằng công ty này thành lập bao nhiêu năm, công ty nó có đóng thuế nhà nước hay không thì mới vô làm. Còn nếu mà vào những công ty mà không có thương hiệu, không có một cái mã số thuế ở trên cơ quan nhà nước thì không nên mà để mà đâm đầu vô làm. Đây là một sự việc là cảnh báo cho tất cả bà con. À, nói chung là Bình Dương nói riêng và tất cả bà con cả nước nói chung là nên đi làm việc gì vậy phải cân nhắc cho kỹ và tìm hiểu công ty đó cho rõ ràng để không bị lừa tình trạng giống em nữa, đúng không? Rồi, cái thứ nhất là xin công ty không đóng tiền. Cái thứ hai biết ông chủ là ai, công việc của mình là gì nhá, tránh tình trạng người ta không lấy tiền của mình nhưng mình làm có thể không lấy được lương. Rất nhiều người hiện nay đã về đây báo thông tin nhờ anh em đến Bình Dương rồi nhá. Rồi, cuối video này các anh em đây cũng chúc em cùng với gia đình mạnh khỏe. Còn số tiền thì anh chưa dám đảm bảo là có lấy được lại cho em hay không. Dạ. Nhưng các anh dám đảm bảo đăng video lên để cảnh tỉnh, cảnh báo giống những trường hợp giống như em. Dạ. Bây giờ mình cần tiền, không may mình lầm lỡ bước vào những con đường đến giờ phút này bê đắt. Chúng dụ em đi mua xe và dụ em đi bán xe. Chúng lột sạch tiền và mua những sản phẩm không ăn được. Đúng không ạ? Đến giờ phút này những thứ này em phải đem ném cống ngay lập tức cho anh. Không được ăn, không được uống, không dùng. Dạ. Tránh tình trạng tiền mất rồi nhưng có thể là em sẽ phải mất nhiều tiền để em điều trị một căn bệnh nhé. Ok chưa? Rồi chúc em luôn thành công nhé. Chúc em thật sự sức khỏe nha.